Nguyên đã phải học bài rất là căng thẳng để chuẩn bị cho thứ ba thi hai môn chính, đó là toán và tiếng Việt. Sam nghĩ là bây giờ Sam sẽ làm cho nó một cái món gì đó để động viên tinh thần. À, bánh phở lăng mà Thảo Nguyên rất là thích. Bây giờ Sam sẽ đi tìm nguyên liệu, trứng gà nè, thêm một trái tắc nữa. Và cuối cùng là sữa tươi. Sam sẽ cần dùng tới 2 trái trứng gà và 2 lòng đỏ, 2 hộp sữa tươi có đường, 1 trái tắc để khi ăn có vị chua chua. Ok, trước tiên Sam sẽ làm caramel. Sam đang thắng 2 muỗng đường với Sam sắp nước. Nấu cho đến khi nó chuyển qua màu cánh gián thì Sam sẽ vắt vào 1 trái tắc. Nếu bạn nào không thích ăn chua thì mình sẽ đổ vào một xíu nước. Rồi nhanh tay đổ cái phần caramel này vào khuôn. Nè mọi người, nó có màu vàng rất là đẹp và Sam mới để một xíu thôi nó đã đông cứng ngắt lại rồi. Bây giờ Sam sẽ chuyển qua làm phần bánh. Sam đập vô tô 2 trái trứng gà và thêm 2 lòng đỏ và cho vào 20g đường. Rồi Sam lấy đồ Sam đánh để cho đường tan hết. Hồi nãy Sam cho thêm 2 lòng đỏ để khi hấp xong cái bánh sẽ có màu vàng rất là đẹp. Sam đang đổ 2 hộp sữa vào nồi để Sam nấu cho nó sôi lên. Vừa sôi thì Sam sẽ tắt ngay và đổ liền vào cái tô trứng. Vừa đổ thì Sam